Dương vừa nhận được từ em Bình ở Sóc Trăng. Em có hỏi một câu hỏi như sau: em đang chuẩn bị đi phỏng vấn xin visa Mỹ, nhưng mà em có tật bị căng thẳng sẽ nói lắp, mà tiếng Anh của em thì nói được nhưng mà nghe thì lại có vấn đề một chút xíu. Em rất lo lắng khi mà mình đi phỏng vấn xin visa Mỹ thì không hiểu được họ nói gì, hoặc là không trả lời được họ sẽ cho mình rớt vấn đề này chăng, thì chị Sa có thể giải đáp cho mình được không? Bạn mình thân mến, khi đi phỏng vấn visa du học Mỹ thì lãnh sự không mong có câu trả lời là của bạn là hoàn hảo, mà người ta mong chờ vào cái sự thành thật của bạn. Và mặc dù hồi hộp thì bạn cũng phải có thư giãn để đưa ra một câu trả lời trung thực. Khi phỏng vấn lãnh sự Mỹ thì không yêu cầu bạn phải nói tiếng Anh vì sẽ có thông dịch viên, và tuy nhiên thì không bắt buộc nói tiếng Anh, nhưng mà khi mà bạn trả lời tiếng Anh thì sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu như bạn chưa tự tin về cái cách trả lời phỏng vấn của mình thì bạn có thể là đăng ký cái lớp học và phỏng vấn ở Tân Đại Dương. Sau khi mà cái và Tân Đại Dương chắc rằng là sau khi mà bạn tham gia cái lớp học phỏng vấn này thì bạn sẽ trả lời với lãnh sự một cách là tự tin và thuyết phục nhất. Hy vọng thì câu trả lời này sẽ làm cái bạn Bình đó yên tâm hơn, không sao. Và câu hỏi kế tiếp mà Tân Đại Dương vừa nhận được đó là vấn đề chứng minh tài chính khi mà đi du học Mỹ là điều đau đầu cho nhiều phụ huynh và học sinh. Bản thân gia đình em cũng có người thân bà con không có đậu visa Mỹ vì vấn đề tài chính này. Vậy thì cho em hỏi thế nào là đủ và thế nào là đạt để mà làm sự bất cấp visa cho em được không? Khi mà bạn làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì Tân Đại Dương có một bộ phận chuyên hỗ trợ về visa Mỹ sẽ giúp bạn chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ là tốt nhất theo cái khả năng sẵn có của bạn, và sẽ hướng dẫn bạn cái cách trả lời lãnh sự Mỹ rõ ràng để họ hiểu được cái tình hình tài chính thực tế của gia đình bạn. Và rất nhiều người giàu tài chính tốt nhưng mà lại khó chứng minh được cái thu nhập có nguồn gốc là từ đâu. Để du học Mỹ thì các ứng viên phải có nguồn tài chính là sẵn có từ năm học đầu tiên và cho những cái năm tiếp theo. Trước khi làm thủ tục chứng minh tài chính thì các ứng viên là phải ước tính được là tổng chi phí cho một năm học là bao nhiêu. Cái này thì bao gồm cả tiền ăn ở, chi phí sinh hoạt, đi lại vân vân. Và cách chứng minh tài chính thì sẽ khác nhau tùy thuộc vào cái tình hình thực tế của từng gia đình. Chẳng hạn như là bạn sử dụng giấy phép kinh doanh, hay là giấy phép thuế, hoặc là chủ quyền bất động sản, hoặc là hợp đồng cho thuê mướn, vân vân. Tất cả những giấy tờ trên thì chỉ mang cái tính chất là hợp pháp và thể hiện được cái nguồn gốc thu nhập của gia đình. Và muốn xin visa du học Mỹ thì bạn phải biết là ba mẹ bạn là làm cái nghề gì, một tháng thì kiếm bao nhiêu tiền, và vì ba mẹ là người trả tiền cho bạn đi học. Và hãy trình bày với các viên chức lãnh sự về cái công việc của ba mẹ. Nếu như mà ba mẹ bạn làm có một cái công ty riêng thì mang theo cái giấy phép kinh doanh hoặc là giấy tờ thuế của công ty. Nếu làm việc khác thì mang theo hợp đồng lao động. Và nếu như mà gia đình bạn có bất động sản hay là cho thuê thì phải mang theo những cái giấy tờ để chứng minh được cái việc này. Và nhiều người thì còn có người thân bảo lãnh thì phải cần mấy cái I-134 hay là hồ sơ bảo lãnh, giấy thuế vân vân. Có những phụ huynh thì làm họa sĩ vẽ tranh thì phải có hóa đơn bán tranh hay làm hình ảnh triển lãm nghệ thuật, hồ sơ của bạn cần thiết để chứng minh là bạn là một người họa sĩ chẳng hạn. Tiếp theo chương trình thì Tân Đại Dương sẽ trả lời tiếp câu hỏi của bạn Lan. Bạn ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, bạn hỏi một câu hỏi như sau: chứng minh sẽ trở về Việt Nam là một khái niệm mơ hồ với học sinh chúng em. Khi đi phỏng vấn thì anh chị Tân Đại Dương cho em hỏi: nếu em có người yêu, có đủ thuyết phục, em sẽ quay về. Nếu không đủ thì phải làm sao hả Tân Đại Dương? Và nếu có học bổng rồi thì đâu cần chứng minh tài chính hay không? Và làm sao để có học bổng? Hoặc là nếu có người thân chứng minh rồi thì em không cần chứng minh nữa hả? Công ty Tân Đại Dương có thể giải đáp giúp em cái vấn đề này được không? Bạn Lan thân mến, nếu như mà có người yêu là một cái khái niệm rất mong manh và không thể thuyết phục với lãnh sự là bạn sẽ quay trở về Việt Nam. Vì là có rất nhiều người là vẫn có thể là yêu một người khác ở nước ngoài trong cái thời gian du học. Ngoài ra thì một trong những cái điều kiện quan trọng mà ứng viên phải thuyết phục với viên chức lãnh sự đó là phải chứng minh là trở về Việt Nam sau khi mà mình học xong. Trước kia thì sau khi mà tốt nghiệp thì sinh viên có quyền hỏi là Mỹ làm việc một năm để làm việc. Nên khi mà hết hàng thì nếu mà sinh viên làm việc tốt thì công ty có thể là bảo lãnh và có thể là làm việc thêm 5-6 năm nữa. Nhưng mà hiện nay thì việc này là rất hạn chế, là người sở tại bị gia tăng trong cái tình trạng là rất
nghiệp. Và lãnh sự Mỹ thì cũng rất khó để có một câu trả lời về việc là quay về trở về Việt Nam và tại sao, để xem xét được là những yếu tố này thì họ phải căn cứ vào những cái kỹ năng khác nhau, như là bạn có người thân ở Mỹ hay không, nếu có thì sẽ xem xét là người thân có làm hồ sơ bảo lãnh gì là định cư hay không, còn nếu như người thân đang học ở Mỹ thì xem là vào những dịp lễ đó thì có về Việt Nam thăm gia đình hay là không. Và kế tiếp là xem là bạn đã từng sang các nước khác hay chưa, có tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh hay không, và bạn có những cái giấy tờ giữa Việt Nam, gia đình bạn thì gia đình, nhà cửa, vợ con hay là những cái triển vọng công việc của bạn sau này ra sao. Bạn phải trình bày và trả lời phỏng vấn là có đáng tin hay không, mà bạn phải chứng minh tài chính không? Bạn phải chứng minh tài chính Mỹ nếu như là bạn có học bổng, trừ khi học bổng toàn phần, bạn có thư đảm bảo. Học bổng học đại học tại Mỹ thì có tính cạnh tranh cao nên là bạn cần phải có sự chuẩn bị tốt, và phần lớn học bổng cho chương trình đại học thì được cấp bởi cái kết quả học tập cũng như là các bài thi chuẩn hóa như là TOEFL hay là SAT chẳng hạn. Và nguồn học bổng lớn nhất là cái nguồn trực tiếp mà các trường đại học ở Mỹ, bạn nên tham khảo trực tiếp ở website của trường mà bạn muốn nộp đơn, thì xem là hiện trường có những cái học bổng nào dành cho sinh viên quốc tế hay không, hoặc là bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com để tìm kiếm những cái thông tin học bổng dành cho bạn. Và trong trường hợp có người thân bảo lãnh thì gia đình bạn cũng cần phải chứng minh được cái nguồn thu nhập ổn định tại Việt Nam, cần chứng minh là như là trên cái giấy tờ E20 thì trường hợp có liệt kê đầy đủ các khoản cần thiết cho một cái năm học, và học phí của cao đẳng cộng đồng là tương đối thấp so với đại học nên là gia đình sẽ không phải là chứng minh là quá nhiều. Và cái câu hỏi của bạn thì là quá dài mà là không có cụ thể hóa được nên là rất khó để cho Tân Đại Dương có thể trả lời cụ thể cho bạn được. Bạn nên mang cái hồ sơ của bạn tới trực tiếp công ty Tân Đại Dương qua địa chỉ đó là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Bình, quận Nhất trong giờ hành chính để được bộ phận tư vấn Mỹ của Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn bạn cụ thể trong cái dựa trên cái hồ sơ sẵn có của bạn. Bạn Lan Dương nhé. Cái đề này thì bạn nên lưu ý hơn nhiều hơn nữa, và chúc bạn sớm nhận được học bổng trong thời gian gần đây nhất.